Các thành viên của đội ngũ đứng sau XAI đều là những người từng làm tại các đơn vị như DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter và Tesla, đồng thời đã làm việc trong các dự án bao gồm AlphaCode của DeepMind, chatbot GPT-3.5 cũng như GPT-4 của OpenAI. Những thông tin về XAI từng được hé lộ vào tháng 4 năm 2023. Tỷ phú Elon Musk đã mua được hàng nghìn bộ xử lý GPU từ Nvidia để cung cấp năng lượng cho một mô hình ngôn ngữ lớn tiềm năng. Trong nhiều tháng qua, Elon Musk đã cảnh báo về sức ảnh hưởng của AI, đồng thời cho rằng nên ngừng cuộc đua giữa các tập đoàn như Google và Microsoft trong việc phát triển AI để có thời gian soạn thảo các quy định đối với lĩnh vực này.